Chiều ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin nhanh với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng về vụ việc clip bé T, sinh năm 2020, nghi bị bạo hành, ép sử dụng chất nghi ma túy, gây xôn xao dư luận. Sau gần 2 ngày khẩn trương truy xét theo dấu vết của hai đối tượng liên quan đến vụ việc tại các địa điểm nghi vấn như xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Văn Bậm khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181/10, đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm, phát hiện thu giữ 0,21 gram methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy, phát hiện Lê Văn Bậm và N, mẹ cháu T, dương tính với ma túy. Riêng cháu T âm tính với ma túy và đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm và N để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, dụ dỗ, xúi dục người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trưa ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án công ty cổ phần địa ốc Alibaba, gọi tắt là công ty Alibaba. Sau phần làm thủ tục thẩm tra tại tòa, hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên tòa. Lý do là do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án công ty Alibaba. Trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba, mức án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên pháp lý công ty Alibaba 12 năm tù, Huỳnh Thị Ngọc Như, cựu Phó Tổng Giám đốc Đào tạo công ty Alibaba 17 năm tù và 17 đồng phạm từ 10 đến 19 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai, Giám đốc Tài chính công ty Alibaba 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực 27 năm tù, cùng hai tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Sau đó, bị cáo Luyện cùng vợ là Mai và hai em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh đều có đơn kháng cáo. Bị cáo Luyện cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty Alibaba cũng không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho các khách hàng. Bị cáo cho rằng cơ quan chức năng kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng nên kháng cáo. Ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Minh, 19 tuổi và Lâm Tấn Thịnh, 28 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, ngày 24 tháng 3, lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, kiểm tra hành chính Phạm Văn Minh khi đang di chuyển trên đường Thuận Giao 09, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, phát hiện đối tượng này có 2 khẩu súng rulo và 52 viên đạn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Minh tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện thêm 14 khẩu súng kiểu dáng rulo, 300 viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng. Qua khai thác thông tin ban đầu, công an tiếp tục bắt giữ Lâm Tấn Thịnh và khám xét nơi ở của đối tượng này tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ một khẩu súng dài được chế tạo để bắn đạn thể thao, một khẩu súng kiểu dáng súng rulo, một khẩu súng dài kiểu dáng BCB. Ngày 27 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan công an đang mời một số em học sinh và phụ huynh lên làm việc vì liên quan đến vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng giả mang. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh khoảng 10 em đứng tại một bãi cỏ ngay công viên. Một nữ sinh mặc áo thun xanh khoanh tay đứng và nói lời xin lỗi trước nhóm bạn trông rất hung hăng. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ sinh này bị một số nữ sinh khác lao vào tấn công giả mang, bị đánh hội đồng, nên nữ sinh chỉ biết ôm đầu chịu trận, không dừng lại. Khi ngã xuống, nữ sinh vẫn nói lời xin lỗi, đồng thời van xin nhưng vẫn không dừng lại. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Phước Long, các học sinh liên quan đến vụ đánh hội đồng một nữ sinh đều là học sinh của trường Trung học cơ sở Phước Bình.
Vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 3 tại một công viên trên địa bàn thị xã Phước Long. Nữ sinh bị đánh đã được cơ quan chức năng cho đi khám sức khỏe. Hiện sức khỏe của nữ sinh này đã ổn định. Ngày 27 tháng 3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết vừa có quyết định kỷ luật khai trừ tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức ra khỏi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, nhà sư Thích Bản Tịnh bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng do đã vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật nhà nước, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của giáo hội. Mọi giấy tờ giáo hội đã cấp cho tỳ kheo Thích Bản Tịnh đều bị thu hồi và hủy bỏ. Trước đó, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng nhận được thông tin từ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình về việc ông Nguyễn Thành Đức bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 2 tháng 3. Chiều ngày 27 tháng 3 tại km 1073+600 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thôn 2 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ô tô khách do tài xế H 37 tuổi quê tỉnh Quảng Bình điều khiển chạy theo hướng Bắc Nam. Khi tới địa điểm trên đã tránh gấp xe máy đang băng qua đường khiến xe khách đâm thẳng xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến xe khách lật ngang xuống ruộng, tài xế H tử vong tại chỗ, còn ông A 63 tuổi, thôn 5 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, người điều khiển xe máy bị thương nhẹ. Nhiều hành khách trên xe cũng bị thương do va chạm nhưng rất may đều an toàn. Chiều ngày 27 tháng 3, ông Nguyễn Hải Lý, bí thư đảng ủy xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn đuối nước mất tích trên biển. Thi thể nạn nhân nữ được tìm thấy là khoảng 13 tuổi, học sinh lớp 7, trú tại xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực bờ biển thuộc địa bàn thôn Nam Hải, xã Thạch Hải, cách hiện trường lúc bị nạn khoảng hơn 3 km. Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tiến hành làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình đưa về nhà tổ chức lễ mai táng. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 3, một nhóm 9 em học sinh lớp 7, trú tại địa bàn xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh đi xuống khu vực bãi biển giáp ranh thôn Thượng Hải và Đại Hải, thuộc địa bàn xã Thạch Hải để chơi và tắm mát. Trong lúc tắm, không may có 3 em học sinh bị sóng biển cuốn trôi ra xa và mất tích. Chiều ngày 27 tháng 3, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Bùi Hòa An cho biết nhằm phục vụ nhu cầu đi lại kết hợp du lịch bằng đường thủy của người dân, Sở Giao thông Vận tải thành phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Xanh DB được tiếp tục khai thác cầu tàu số 2 khu bến Bạch Đằng, quận 1. Việc khai thác cầu tàu này phục vụ phương tiện thủy hoạt động tuyến vận tải hành khách, kết hợp du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu và khai thác các tàu nhà hàng, cano, tàu chở khách du lịch. Trong quá trình khai thác, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Xanh DB cam kết thực hiện di dời không bồi thường khi quy hoạch và lập hồ sơ nộp phí sử dụng đất, vùng đất có mặt nước theo quy định.